kế bên hồ Xuân Hương ở Đà Lạt này. Chạy ghê quá. Đi theo đoàn kìa. Ủa cái lá cờ mình đâu mất tiêu rồi. Đây là hồ Xuân Hương nè, rất là rộng. À, đằng trước có hai biểu tượng, một biểu tượng là màu xanh, kia là cái bông atiso, biểu tượng của đặc sản Đà Lạt. Ủa đoàn đâu rồi? Trời ơi, hai đỏ đẹp xuất sắc chưa? Yeah. Quảng trường rộng ghê ha. Thấy chưa, đây là những trường rộng kia luôn. Đi vô đồi thông 2 mộ không chị ba? Ờ. Vô đó có hai cái mộ không chứ có gì đâu. Ừ. Nó không hay gì hết trơn. Nó đâu có thắng cảnh gì đâu, có hai cái mộ không à. Nằm giữa đồi thông thôi. Trời, cái bông bông hoa dã quỳ á hả? Biểu tượng hoa dã quỳ. Quảng trường rộng thênh thang luôn. Hả? Ờ. Dạ. Kim chùa kè, hợp tác chụp hình ảnh đi. Được. Cái gì cô? Chụp video đi coi. Cái máy nữa bỏ đâu rồi ta? Chết cha rồi. Cái máy nữa. Chắc bỏ trên xe sao ạ? Bỏ trên xe. Sao đông dữ hả? À? Đông dữ chụp sao hết. Đứng vô quay phim cho bên chụp bên quay cho. À. Rồi, mời đầu Mai Sương nha. Rồi, mời đầu Mai Sương nè, dạ. Rồi, mình đứng vô hết đi à. Rồi, mình vô đi. Ai có nhu cầu để con chụp tấm hình xong cái cô đợi chứ, đợi con vô cái chú chụp cho chú. Không chứ, bộ đồ mình luôn à. Đúng rồi. Ờ, em không chụp đâu, chú ấy đi. Ok. Chị tí nữa chụp giùm em tắt. Ủa chồng tôi đâu ta? Rồi, chứ cái này. Đi hỏi kiếm chồng đâu hả? Bên này cũng sát vô nữa. Bên này sát vô nữa. Qua đây luôn nè cô ơi, qua đây luôn nè cô, được không? Xuống dưới luôn con, xuống dưới luôn.
chị bỏ cái áo ra xong đi, cầm cái áo nó dính một cục đó. Đó vậy đó. Đó rồi thấy mặt hết rồi đó. Rồi tôi nha. 1 2 3. Một tấm nữa nè. 1 2 3. Rồi. Rồi đẹp quá. Sao nãy giờ không vô? Không không khỏi khỏi. Một miếng chơi đi ra. Mấy tay nó ra được bạn đi rồi. Thôi mình đi lên đi. Đoàn mình lên trên này đi. Đây là biểu tượng hoa dã quỳ nè. Cái hoa dã quỳ đẹp không? Đứng đây chụp đi. Đây. Đứng chỗ nào chụp? Đứng chỗ nào chụp? Đứng chỗ nào có pin chụp. Rồi đi rồi nha. Chụp thôi. Đây toàn cảnh Hồ Xuân Hương, kế bên quảng trường Lâm Viên. Này buổi sáng trên quảng trường Lâm Viên rất là vắng, cũng như lượng xe cộ rất là ít. Ở bên này cái búp này người ta gọi là cái bông Atiso đặc sản của Đà Lạt nè, màu xanh nè. Ở bên trong thì người ta bán cà phê, đi xây này kia, buổi tối rất là vui. Chỗ này buổi tối tập trung rất là đông mà. Còn bên này là màu vàng, là hoa dã quỳ, biểu tượng của Đà Lạt. Bất cứ ai tới Đà Lạt thì sẽ bắt gặp cái hoa dã quỳ này ở khắp mọi nơi. Cái mùa mà nó nở rất là đẹp. Thank you.
Bây giờ là buổi sáng khoảng 8-9 giờ nhưng mà cái độ nắng cũng rất là êm, rất là nhẹ, rất là dịu, nó không bị gắt như Sài Gòn. Nếu những ai đã từng tới Đà Lạt thì hầu hết người ta sẽ tìm tới cái biểu tượng màu xanh xanh đây nè, biểu tượng bông Atiso đây nè, người ta sẽ chụp hình. Đây là Bixi của quảng trường Lam Viên thì nó nằm dưới tầng hầm. Kìa, trái Alaska kìa, bự không? Ồ, chụp hình những trái đã. Chua trái phải bự rồi chứ. Rồi diễn nha, 2, 3. Con này nó mập phải chứ. Trời. Nó bự. Nó mập. Nó bự, nó cao nữa. Bữa bên này nè. Đi qua đây. Đi luôn nè. Bỏ nó đi. Bỏ nó đi. Chụp chim gì là